Rất tiếc là tôi không có nhiều giờ để có thể trình bày tiếp cái tính xấu kiêu căng, nhưng mà tôi xin nói rất ngắn gọn, rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, bởi vì có nhiều câu hỏi mà tôi nghĩ câu hỏi này nó cũng rất là có ích lợi. Thánh Francis de Sales, ngài nói rằng cái máu kiêu căng, cái tính kiêu căng nó nằm ở trong mỗi con người của chúng ta, và nó chỉ chết đi sau khi chúng ta tắt thở 15 phút. Cái tính kiêu căng nó nằm ở trong mỗi con người chúng ta, không trừ một ai. Vì thế cho nên mình phải cẩn thận, bởi vì mình rất dễ gọi là nói ra những lời kiêu căng ngạo mạn, mình rất dễ hành xử và để người khác nhìn thấy mình là một cái kẻ gọi là chuyên môn, là khoe khoang. Ở trên đó là một cái tính xấu mà chúng ta cần phải thay đổi. Có một anh đó, anh là Việt Kiều, qua tới bên Mỹ này đi học, lấy được cái bằng Master. Anh ta về quê thì đi qua một con đò, anh ta nhìn thấy một người bạn ngày xưa cũng là học chung trường tiểu học với nhau. Anh ta mới nói: "Ồ, mày còn nhớ tao không?" "Mà chứ mày là ai?" "Mà tao ngày xưa học chung mày nè." "Mà ồ vậy hả? Ồ, nhớ ra rồi. Thì mấy giờ về làm gì?" "Mà ồ, tao đi qua Mỹ, tao học xong rồi, tao lấy bằng Master, bây giờ về gọi là vinh quy bái tổ." Em bảo: "Ô vậy chúc mừng mày nhé." Thì cái anh chàng Việt Kiều nó mới quay qua nói: "Mày, mày có biết toán học không?" "Bảo tao chẳng biết, ngày xưa đi học thì học cộng trừ nhân chia vậy thôi, tao biết là khách đưa cho tao tiền, tao đếm tiền lại đủ cho khách, thế là đủ rồi." Thì cái anh chàng mà có Master này, Việt Kiều, mới nói: "Như vậy thì mày mất 1/4 đời người." Vừa mới đi qua một quãng nữa, anh chàng Việt Kiều hỏi tiếp: "Thế mày có biết về địa lý, về thiên văn học không?" "Bảo không, cái đó là cái quái gì vậy?" "Bảo chứ mày phải biết như vậy để mày biết về, nghĩa là thủy triều lên xuống rồi mày đưa khách qua sông." "Bảo không, tao không cần biết cái đó. Tao chỉ cần biết là nước khi nào an toàn đưa khách qua sông, khi nào tao bơi trở lại bên này xong là xong." Quay qua nói: "Vậy mày mất thêm 1/4 đời người nữa rồi." Đi ra tới giữa sông, sóng gió nó nổi lên, cái anh chèo đò hỏi Việt Kiều: "Mày biết bơi không?" Việt Kiều nói: "Không, mày tiêu cả cuộc đời rồi." Một câu chuyện khác, một ông cha sở trong ngày Giáng sinh có 3 đứa giúp lễ, mà ông cha sở đó ông rất là kiêu căng, không phải cha Tuấn đâu nhá. Ông ấy làm cái gì hễ mà ông nói ra là người ta hỏi: "Ui sao cha biết vậy?" "Tao làm cha mà tao biết chứ sao không biết." 3 đứa nó vào, nó đưa 3 cái hộp quà vô, nó biếu ông. Nó bảo là: "Thưa cha, chúng con nghe nói cha cái gì cũng biết hết. Con đố cha biết cái hộp này trong này có cái gì." Ông mới nhìn thằng bé, ông bảo: "Bố mẹ thằng này là có tiệm vải, chắc chắn là nó biếu mình cái áo hay là cái gì đây." Em bảo: "Ở trong đó có phải là áo không?" Cái thằng bé tròn mắt rồi: "Ủa sao cha biết vậy? Tao là cha mà sao tao không biết?" Thế thằng bé tặng quà, đưa bỏ qua một bên. Thằng thứ hai lại: "Thì cha, bố mẹ còn tặng cha một món quà, nhưng mà cha biết cái gì trong này không?" "Mà sao lại không biết? Có phải ở trong đó là một cuốn sách không?" "Tại vì ông biết bố mẹ thằng này có tiệm sách, mà ông ấy đã nói với bố mẹ nó là ông muốn mua một cuốn sách cho nên." "Mà phải trong này có cuốn sách không?" "Mà sao cha biết hay vậy? Cha mà không biết đi." Đến thằng thứ ba, nó cầm cái hộp vô, ông bảo: "Bố mẹ thằng này có tiệm rượu, thế nào có biếu chai rượu đây." "Nhưng mà cha biết cái này trong này có cái gì không?" "Trong này là chai rượu đúng không?" "Cha sai rồi." "Mà làm sao sai được?" Ông ấy lấy tay ông quệt ở dưới cái nãy máy bưng không cẩn thận này, cái chai rượu nó bể rồi đây này, nếm vô rượu chát rõ ràng. "Bà dạ không, bố mẹ con biếu cha con chó con." Nếm nước đái chó mà dám bảo là rượu chát. Anh chị em biết cái người mà kiêu căng đó hay bị chơi xỏ lắm, có phải không ạ? Hay bị người khác
coi như là chơi khăm lắm, mà nhiều khi mình không biết. Nhưng mà cái kiêu căng ở đây đó, nó có nhiều cái đó, nó rất là kín đáo, nhưng mà có nhiều người lộ liễu lắm. Thế bây giờ chúng ta tìm hiểu thử xem kiêu căng là gì. Ở đây ai có thể cho tôi biết cái định nghĩa kiêu căng là gì được không? Dạ, cho mình là trên hết. Vâng, cái gì mình cũng hay, cái gì mình cũng tốt hết. Vâng, còn gì nữa không? Để khỏi mất thời giờ nhé, tôi nói luôn. Kiêu căng là nói phóng đại với chủ ý muốn cho người khác nể phục hay ca tụng về mình. Nói một cách bình dân là nổ. Có ít thì xít ra nhiều. Nói một cách gọi là phóng đại lên để cho người khác nể mình, để cho người khác khoe, nghĩa là ca ngợi mình. Và theo như Thánh Phaolô Tông Đồ ở trong thư gửi tín hữu Galata, Ngài nói rằng khi chúng ta so sánh giữa mình và người khác là lúc đó mình đang phạm tội kiêu căng. Ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết thì là lừa gạt chính mình. Mỗi người hãy xem xét việc làm của chính mình và bấy giờ sẽ có lý do để hãnh diện về chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác. Mình dễ so sánh lắm anh chị em. So sánh về sắc đẹp, so sánh về tài năng, so sánh về những cái của cải vật chất. Khi mình bắt đầu mở miệng ra mình so sánh là lúc đó cẩn thận, mình đang bắt đầu máu kiêu căng nó nổi lên trong người của mình. Chúa ban cho mình cảm ơn Chúa, nhưng mà đừng bao giờ khoe khoang hoặc là so sánh với người khác. Chúa thì chị biết không, cháu nhà em con đó, em thất vọng với nó quá. Làm sao vậy? Chúa, tôi cả nhà em 4 đứa nó làm bác sĩ hết, mà bây giờ nó tự nhiên bây giờ nó đọa ra, nó đòi đi học luật sư đi. Em buồn quá. Chị biết không, em mới mua cho nó cái BMW, em nói nó rồi là phải đem vô trong gara để đậu, bởi vì chiếc xe nó 60-70 ngàn. Vậy mà hôm qua nó không nghe lời em, nó để bên ngoài, có đứa nào hay ngang nó ca một cái vô một đường. Chị biết không, sửa 5-6 ngàn bạc. Kiêu căng thường xuất hiện dưới 3 cái dạng sau đây. Thứ nhất là qua hành động, cử chỉ, điệu bộ. Cái kiểu mà kênh kênh kiệu kiệu, lúc nào cũng nghĩa là vinh váo ta đây. Ở Việt Nam bây giờ nó gọi là cái gì? Chảnh. Việt Nam gọi là chảnh, là cái từ mới. Có một cái bà đó, ông bố ông chết, bà phải đi, bà nói với người nọ người kia là phải đi vòng hoa và phải đủ 100 vòng hoa. Chúng mày không cần xin lễ, mua vòng hoa được rồi. Nói thẳng với lại những người quen như vậy. Những cái kiểu đó là những cái kiểu mà nghĩa là khoe khoang. Và cái kiểu kiêu căng đó, hồi nãy tôi đã nói rồi, khi mình phạm lỗi mà mình không xin lỗi, đó là một trong những cái cách mà kiêu căng đấy, một cái gọi là một cái thái độ kiêu căng. Mình phải có cái gọi là cái tính phục thiện. Mình làm sai, mình phải nhận là mình sai. Cái cách thứ hai là qua những thành kiến. Việt Nam mình hay có những cái thành kiến, nhất là với những người nghèo. Con cái lập gia đình phải môn đăng hộ đối. Nó bước vô trong nhà, câu đầu tiên mình hỏi là nó làm cái gì vậy con? Nếu mà con của mình nó học cao hiểu rộng, con của mình nó làm nhiều tiền hơn cái thằng đó thì mình không chấp nhận. Ở bên này có nhiều đứa trẻ đó, ở bên này thanh niên thiếu nữ bên này, nó lấy nhau là vì nó yêu nhau, chứ nó không cần đến cái chuyện mà phải vấn đề làm hơn tiền hay là ít tiền hơn nhau. Ở trên Việt Nam của mình, những người ở Việt Nam qua tới bên này, mình thường hay có những cái thành kiến đó. Mình so sánh rồi mình nghĩ là bảo thằng kia nó như vậy, sao không lấy nó mà lấy thằng này. Cái đó là những kiểu
rồi mình hay nói ra những cái lời mà mình coi thường người khác, thành kiến với lại những người khác màu da, thành kiến với những người khác văn hóa với mình. Mình cứ bảo là mình qua Mỹ này, Mỹ kỳ thị mình. Nhưng mà suy cho cùng, người Việt mình kỳ thị người ta còn hơn là Mỹ nữa. Anh chị em cứ suy nghĩ lại thử mà xem. Mình dùng những cái ngôn từ mấy thằng xì, có không ạ? Mấy thằng mọi, những cái ngôn từ đó mình buột ra khỏi miệng là từ cái tính kiêu căng mà đấy. Cho nên xin anh chị em đừng bao giờ nói những cái lời gọi là thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng người khác như vậy. Thay vì mình nói một cái thằng Mỹ đen hoặc là cái thằng Mỹ trắng, thế tại sao mình không nói là ồ, cái ông Mỹ đen hoặc là ông Mỹ trắng, ông da đen, ông da trắng. Và mình hay có cái thành kiến gọi là người Mễ hay ăn cắp vặt, Mỹ đen thì hay hiếp dâm hay ăn cướp. Mình hay có thành kiến đó lắm. Và đó là những cái xét đoán sai lầm mà chúng ta đã nói trong ngày thứ nhất. Cho nên mình đổi cái đó đi anh chị em. Cái kiêu căng đó nó xuất hiện ở trong là cái ngôn ngữ của mình, có cái cách sống của mình. Tại sao cái tính kiêu căng nó cứ tồn tại ở trong con người của chúng ta và nó cứ tồn tại trên thế giới này mãi vậy anh chị? Tôi nghĩ nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà cái lý do thứ nhất đó, là bởi vì chúng ta không thấy ra những cái nguy hại của tính kiêu căng. Mình cứ cho đó là chuyện bình thường, trong khi đó nó không phải là bình thường mà nó rất nguy hiểm. Những cái nguy hại đó là gì? Kiêu ngạo là một trong 7 mối tội đầu. Sách Huấn Ca chương 10 câu 13 nói rằng đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc gieo ghê tởm. Vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Sách Châm Ngôn chương 16 câu 25: đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Thánh Gia-cô-bê tông đồ trong thư của ngài viết chương 4 câu 6 viết như thế này: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Phúc âm Thánh Luca nói rằng Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Cái sự kiêu căng là kẻ thù số 1 của Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta mà kiêu căng là chúng ta trở thành kẻ thù của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn ra được những cái nguy hại đó. Ngoài cái việc mà chúng ta mất ơn nghĩa với Chúa, ngoài cái việc mà chúng ta trở thành kẻ thù của Thiên Chúa ra, chúng ta mất bạn mất bè. Bởi vì không ai muốn chơi với những người kiêu căng cả. Chẳng có ai muốn mà cái gần người đó mà hễ mở miệng ra là bắt đầu người ta khoe từ lúc gặp cho đến lúc đi. Lúc nào cũng mở miệng ra chê bai người này, chê bai người kia. Không ai thích cả. Cho nên chúng ta phải cố gắng tránh. Chúa ban cho mình được có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, có vợ đẹp con khôn, có chồng giỏi, chồng nghĩa là đẹp trai cao lớn. Tạ ơn Chúa. Đừng bao giờ nhìn rồi so sánh những người khác. Có nhiều người vì nghĩa là cái chuyện mà nghĩa là cứ so sánh như vậy làm cho người khác xa lánh mình, kể cả những người vợ người chồng trong nhà. Có cái bà đó, bà về nhà bà càm ràm với ông chồng: anh xem đó, người ta đi qua Mỹ này mới đây 10 năm thôi mà người ta có nhà cao cửa rộng, còn anh qua đây từ năm 75 cho đến bây giờ trên răng dưới khó nói. Đừng bao giờ so sánh, đừng bao giờ kiêu ngạo, mà hãy tạ ơn Chúa vì những ơn, vì những gì Chúa ban cho chúng ta. Và một cái điểm mà căn bản nhất anh chị em, là tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta đang gọi là hưởng thụ đây, nó không có bền đâu. Sông có khúc, con người cũng có lúc. Không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Cái đó là cái kinh nghiệm của ông bà ta để lại. Cho nên ngày hôm nay mình có thể giàu có, vinh quang. Ngày mai mình có thể trở thành một người tức là homeless,
Mình không biết được. Nay ông mai thằng, nay khỏe mai yếu, nay đẹp mai xấu, nay thì được khen, mai thì bị chê. Cái đó là những cái nó thường tình xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bao giờ vênh váo về những gì chúng ta có. Chỉ một cơn gió thoảng thì là nó biến đi. Phù vân nối tiếp phù vân, mọi sự trên đời chỉ là phù vân. Không bao giờ mà mình giữ cái gì cho mình mãi mãi được. Anh chị em nhớ chuyện đó. Cho nên đừng bao giờ vì những cái thứ đó mà mình kiêu căng ngạo mạn. Khi mình chết đi, mình đem theo được cái gì thì cái đó mới là của mình. Khi chết anh chị em có đem theo được cái gì không? Thực phẩm à? Ồ, đem qua đời sau kìa chứ không phải đem xuống lỗ. Có đem theo được cái gì không? Có. Có đem theo được hai thứ: phúc và tội. Anh chị em còn nhớ tin mừng của Thánh Matthew chương 25. Ngày sau hết, Ngài sẽ đến để xét xử thế gian này, và Ngài phân làm hai, bên hữu và bên tả. Với những người bên hữu thì Ngài nói như thế nào? Các ngươi hãy vào hưởng vương quốc mà cha ta đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì khi xưa ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta trần truồng các ngươi đã cho ta mặc, ta đau yếu tù đầy các ngươi đã đến viếng thăm. Và những người ở bên tả, Ngài nói như thế nào? Cút đi, xéo khỏi mắt ta, vì khi xưa ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta tù đầy các ngươi không thăm viếng. Cho nên khi chúng ta chết, chúng ta mang theo được hai thứ: phúc và tội. Cho nên ngày hôm nay, ở đời này, chúng ta cố gắng đem theo phúc, đừng đem theo tội. Của cải vật chất không có mang theo được một cái gì cả. Anh chị em nghe chuyện mà Alexander Đại Đế để lại cái di chúc chưa? Khi Ngài bệnh nặng, Ngài để lại một cái di chúc, mà cái di chúc rất là kỳ lạ. Khi các quần thần, nghĩa là quy tụ nhau lại rồi hỏi, mà tại sao lại Hoàng Đế lại để lại một cái di chúc kỳ lạ như vậy? Di chúc của Ngài viết như thế này: khi ta chết, tất cả những vàng bạc châu báu sẽ được rải từ giường của ta đi ra tới cái huyệt. Khi ta chết thì tất cả các gọi là lương y, các gọi là những danh y nổi tiếng ở trong đất nước này phải đến để khênh quan tài của ta ra ngoài huyệt mộ. Và cái quan tài đó, các ngươi phải khoét hai cái lỗ hai bên để đưa hai cánh tay của ta ra ngoài, hai bàn tay ra ngoài. Các quan hỏi mà tại sao làm như vậy, thì Ngài mới giải thích: ta muốn cho tất cả thần dân của ta nhìn thấy vàng bạc châu báu nó chỉ là cái thứ lót đường thôi, không có đáng giá trị là gì cả, ta không đem theo được. Và điều thứ hai, ta muốn tất cả thần dân biết rằng dù là danh y nổi tiếng giỏi mấy đi chăng nữa cũng không thể nào làm cho ta sống mãi được. Và điều thứ ba, người ta nhìn vào hai bàn tay của ta để thấy rằng ta ra đi với hai bàn tay trắng, mặc dù ta là hoàng đế. Anh chị em suy nghĩ về chuyện đó. Đừng bao giờ kiêu ngạo. Kiêu ngạo chỉ đem lại cho mình những đau khổ, đem lại cho mình những cái thất bại ở đời này và nhất là đời sau. Bởi vì Thiên Chúa không ưa thích gì kẻ kiêu ngạo. Bây giờ những hoa trái của đức khiêm nhường là gì? Sách Châm Ngôn câu 22, xin lỗi, chương 22 câu 4 nói rằng: giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Sách Huấn Ca chương 32 câu 10: như chớp lòe lên trước khi sấm nổ rền, mối thiện cảm cũng đón chờ con người khiêm tốn. Cái người khiêm tốn là người được người khác mến thương. Cái người khiêm tốn là được người khác giúp đỡ. Không ai muốn giúp đỡ cái người kiêu ngạo cả. Cho nên mình khiêm tốn, mình được nhiều cái lợi lắm. Lợi với Chúa, lợi với anh em của chúng ta. Mình đi đâu đến đâu người ta cũng thương mến hết. Còn mình mà vênh váo, kiêu ngạo, mình đi đâu cũng bị coi như là một thằng hủi vậy. Cho nên tôi xin tạm ngừng ở đây.
Hôm qua tôi có nhận được khá nhiều câu hỏi và cảm ơn Chúa tôi có thời giờ để chuẩn bị. Hy vọng hôm nay sẽ trả lời được hết. Thưa cha, vợ chồng con rất khó nói chuyện với nhau. Mỗi khi bàn thảo một vấn đề gì thì nhà con chấn áp, bảo vệ ý kiến của mình nên con chỉ im lặng. Xin cha giúp chúng con. Cảm ơn cha. Tôi chia sẻ rồi ha. Nghĩa là đừng bao giờ dùng cái quyền của mình để lấn át người khác, nhất là các ông. Mình đừng có tưởng là mình là cha, là người trụ cột trong gia đình rồi thì mình quyết định tất cả mọi sự. Hai ba cái đầu bao giờ cũng hơn. Khi làm một cái quyết định gì đó, các anh các chị ngồi xuống để bàn thảo với nhau. Và nhớ đừng bao giờ dùng cái quyền để mình lấn át người khác. Thưa cha, hôm nay cha đi sâu về tha thứ. Nếu chỉ tha thứ mà không có nhận lỗi và luôn xúc phạm đến mình thì sao thực hiện được? Khi mà mình nhận lỗi, khi mà mình thấy rằng cái điều này nó không đúng, thì nó là cái cách để chúng ta có thể nghĩa là giúp cho người khác sống nghĩa là bình an hơn. Bởi vì tha thứ, có những người nói hôm qua, có người nói với tôi rằng nghĩa là tha thứ mà cái người đó nhất định là không có chịu chấp nhận để mà tha thứ thì sao? Xin thưa, khi chúng ta tha thứ, chúng ta nhìn vào chính cái lợi ích của chúng ta đi. Khi mình sống tha thứ thì mình là người được bình an. Mình không có nghĩa là giữ cái cục đá ở trong mình. Còn cái chuyện người đó có chấp nhận hay không, cái đó quyền của họ. Nhưng mà trước mặt Chúa, con đã tha thứ, con đã bỏ qua. Xin cha giải thích rõ thêm suy xét lạc quan, đừng trở nên lạc quan tếu. Thế chúng ta ôn lại một chút, lạc quan là gì anh chị em? Lạc quan tức là mình nhìn tất cả mọi sự việc với cái nhãn quan trong đó có cái tính gọi là tự tin. Mình không có bi quan yếm thế. Ở trong một lớp học đó, ông thầy ông hỏi các em định nghĩa lạc quan là gì? Thì học trò thứ nhất trả lời là thưa thầy, lạc quan có nghĩa là khi chúng em ngồi ở trong bàn như vậy, ba đứa ngồi có ba trái táo mà thằng Tèo nó ăn mất hai trái, em còn lại có một trái thôi, nếu em là lạc quan thì em sẽ nói rằng may quá mình vẫn còn một trái để chia nhau, đó là lạc quan. Còn nếu bi quan thì em sẽ chửi tiên sư bố mày, tại sao mày ăn hết hai trái của tao như vậy. Lạc quan với bi quan nó khác nhau ở chỗ đó anh chị em. Lạc quan là mình nhìn tất cả mọi sự nó nhẹ nhàng, nó không có nặng nề. Cho nên khi chúng ta xét đoán người khác, ngày hôm qua có những người hiểu lầm về vấn đề cái vấn đề xét lạc quan này nhé. Khi tôi nói đến xét đoán người khác, nó có hai loại: xét đoán tốt và xét đoán xấu. Hễ khi nào mà anh chị em xét đoán về một cái gì đó mà mình đưa ra một lời kết án thì đó là lời xét đoán xấu. Còn mình xét đoán mà mình dựa trên những gì mình có, mình bằng chứng thấy rõ, thì cái xét đoán đó là xét đoán tốt. Mình không đưa ra một lời nào cả. Bây giờ quay trở lại cái mà anh Kim đưa ra cái vấn đề mà dealer, những người mà bán xe Việt Nam, là nói là nghĩa là rẻ với lại mua được nghĩa là giá hời thế nọ thế kia, là mình có cái xét đoán đó. Nếu anh xét đoán thì anh bảo là cái anh này, cái anh A này, anh là dealer ở tại cái hãng này, anh ta là cái người mà tôi đã có kinh nghiệm đó, anh ta bịp bợm tôi. Có xét đoán đó không phải xét đoán xấu, bởi vì nó là cái fact. Nghe. Nhưng mà nếu mà mình đi người khác, mình nói, mình bảo chứ là ồ, cái anh chàng đó là nghĩa là anh ta bán xe cho tôi, bịp bợm, đừng bao giờ tới đó mua nữa. Có thể anh ấy bịp mình nhưng mà chưa chắc bịp người khác. Cho nên cái xét đoán xấu và tốt, anh chị em để ý, hễ khi nào mà trong đó nó có thiếu bác ái, ở trong đó nó có thiếu có lòng thương xót, ở trong đó nó có lời kết án, thì cái đó là xét đoán xấu. Cha vừa mới đưa tay ra bảo là tuyết bắt đầu rơi xuống rồi, cho nên
Xin lỗi anh chị em, chúng ta không có tiếp tục được những cái câu hỏi sau này nữa, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em đã đến trong 3 buổi tĩnh tâm này, và cầu chúc anh chị em chúng ta mỗi ngày được thăng tiến hơn.